Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đảng bộ và nhân dân huyện Dồng Riền trang trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 64 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, bí danh Hồng Hạnh, 12 tháng 10 1960, 12 tháng 10 2024 và lễ viếng khu di tích chiến thắng Lộ Mới Ngọc Trúc tại xã Ngọc Trúc. Tham dự lễ dâng hương có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy qua các thời kỳ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo và đông đảo nhân dân trong huyện về dự lễ. Tại nhà bia tưởng niệm, chương trình lễ dâng hương kỷ niệm 64 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương bắt đầu với tiếng trống hội, chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thực hiện. Đội tiêu binh dâng vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và vòng hoa tưởng niệm 64 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Đoàn cán bộ hội viên phụ nữ huyện lên dâng hoa và chủ lễ ông Nguyễn Minh Trang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dồng Riền lên thắp hương dâng lễ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, huyện Dồng Riền là một trong những địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa ta với địch, là chiến trường ác liệt của quân khu chính. Nơi đây, đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã xây dựng bộ máy tay sai đắc lực để thực hiện âm mưu diệt cộng, càn quét, đánh phá cơ sở cách mạng. Với luật 10-59, chính quyền Ngô Đình Diệm công khai giết hại những người yêu nước, tàn sát nhân dân vô tội bằng những hình thức man rợ. Mai Thị Nương sinh năm 1938 tại ấp 7, Bến Bạ, xã Vĩnh Thạnh, huyện Dồng Riền, nay là ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh, lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Chứng kiến những cảnh đau thương, xóm làng bị tàn phá, nhân dân bị đàn áp, cán bộ cách mạng bị giết hại, lòng căm hận quân giặc đã thôi thúc chị đi theo các chú, các bác cán bộ làm cách mạng. Tháng 10 năm 1957, chị Mai Thị Nương tham gia công tác giao liên, được đặt bí danh Hồng Hạnh. Với nhiều thành tích trong công tác và phẩm chất tốt, tháng 6 năm 1958, Hồng Hạnh được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Trong một thời gian không lâu, Hồng Hạnh đã xây dựng được nhiều cơ sở mật trong quần chúng. Đầu năm 1959, Hồng Hạnh được tổ chức đưa vào hoạt động bí mật và phân công làm đội trưởng đội vũ trang, kiêm bí thư chi đoàn của xã Thạnh Hòa. Tháng 9 năm 1960, trong lúc Hồng Hạnh họp bàn cùng với đội vũ trang thì đơn vị biệt kích do Võ Văn Sang cầm đầu bí mật bao vây. Hồng Hạnh ra lệnh cho đồng đội rút lui, còn mình thì chạy ra đồng đánh lạc hướng địch và chị đi bắt. Để ghi nhận thành tích đó, ngày 20 tháng 12 năm 1994, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Dồng Riền và cá nhân liệt sĩ Mai Thị Nương, tức Mai Hồng Hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Với tất cả tấm lòng thành, Đảng bộ, quân và dân huyện Dồng Riền lập đền tưởng niệm hàng năm đến ngày 12 tháng 10 tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương cùng các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, quân và dân trong huyện liên tục phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện nghiêm, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đã đưa huyện nhà phát triển khá toàn diện, cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tại buổi lễ, mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và sở ban ngành đoàn thể của tỉnh huyện, các mạnh thường quân, các công ty doanh nghiệp, thân nhân gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, các chức sắc tôn giáo, dân tộc và bà con nhân dân lên dâng hương tưởng niệm. Trước đó, tại khu di tích lịch sử chiến thắng Lộ Mới Ngọc Trúc tại xã Ngọc Trúc, trong không khí tôn nghiêm, đội tiêu binh dâng vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ lên đài tưởng niệm. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu, chính quyền và nhân dân huyện Dồng Riền kính cẩn dành phút mặc niệm và dâng hương để tưởng nhớ công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 61 năm chiến thắng Lộ Mới Ngọc Trúc, 27 tháng 10 năm 1963, 27 tháng 10 năm 2024. Chiến thắng có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, giúp cho Đảng bộ, dân quân Dồng Riền rút ra nhiều bài học quý giá trong đánh Mỹ, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.
Dịp này, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chồng Triền, tặng quà cho những người trực tiếp tham gia trận đánh, thân nhân gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương và đại diện các gia đình chính sách tiêu biểu.